Mình cảm thấy tự hào vì cha ông đời trước, vì được làm con cháu của đất nước hào hùng đến thế, và vì một ekip có tâm tái hiện lại lịch sử bi tráng ấy một cách sinh động, đầy cảm xúc. Một tiếng xem phim, em đã rơi nước mắt, nghẹn ngào và thật sự cảm thấy tự hào. Em cảm thấy xấu hổ vì từng gật gù buồn ngủ trong những giờ học sử. Cảm ơn nhóm vì đã tạo ra những bộ phim tràn đầy nhiệt huyết như thế này. Xem xong bộ phim, càng cảm thấy yêu quý hơn lịch sử nước ta, yêu mến hòa bình và nền độc lập. Đó là một vài trong gần 30.000 bình luận phía dưới bộ phim Bình Ngô Đại Chiến sau khi được đăng tải lên mạng xã hội YouTube. Ngay lập tức, bộ phim với độ dài 66 phút đã đứng thứ 15 trên thang đo thịnh hành của nền tảng này với 3 triệu lượt xem sau 9 ngày. Bình Ngô Đại Chiến là bộ phim dã sử theo phong cách diễn họa tái hiện trận Tốt Động - Trúc Động năm 1426 trong khoảng thời gian khai triều đầy sóng gió của nhà Lê. Đây là sản phẩm của một nhóm bạn trẻ thuộc dự án phi lợi nhuận Việt Sử Kiêu Hùng thuộc nhóm Đuốc Mồi. Không chỉ tái hiện một trong những chiến thắng hào hùng nhất của lịch sử Việt Nam, mà bộ phim còn đi sâu vào nội tâm của nhân vật, đặc biệt là tinh thần xả thân chiến đấu, khát khao tự do, tấm lòng tha thiết yêu hòa bình của những người con đất Việt. Hãy cùng chào đón một trong những thành viên của Việt Sử Kiêu Hùng tới với Cất Cánh để chia sẻ về hành trình của những người trẻ, trân quý lịch sử và muốn nối dài tình yêu ấy. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình Cất Cánh. Mình là Lê Vũ Quang, là họa sĩ, đồng thời cũng là trưởng nhóm dự án Việt Sử Kiêu Hùng, dự án làm phim hoạt hình giả sử, chuyên kể về các câu chuyện lịch sử của Việt Nam. Thì trong thời đại hiện nay, khi mà tất cả mọi người chúng ta buộc phải kết nối, tiếp nhận rất là nhiều các luồng tư tưởng, các nền văn hóa khác nhau, vì chúng ta đang cùng sống trong một xã hội 4.0, thì làm sao một người, nhất là những người trẻ, có thể định hình mình được trong cái thế giới này? Làm sao để việc mà tôi là người Việt Nam thì điều đó có ý nghĩa như thế nào? Chia sẻ thẳng thắn mà một cách chân tình thì chính mình cũng không phải là một người giỏi sử. Khi còn trên ghế nhà trường, mình cũng không có các thành tích học tập gì về môn lịch sử nổi trội. Rồi mình rất là yêu thích vẽ, mình thích vẽ những câu chuyện xưa cũ, những nhân vật anh hùng, những câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên khi mà tiếp cận với thông tin, khi mà mình đi tìm hiểu thì mình cảm thấy rất là khó khăn. Vì không phải là thiếu thông tin, có rất nhiều là các tư liệu bằng chữ viết. Tuy nhiên khi tìm hiểu về hình ảnh hay là phim ảnh thì thực sự là những cái tư liệu hình ảnh nó còn rất là ít. Và nếu mà so sánh với các tư liệu của các nước khác thì mình thấy nó chênh lệch quá nhiều. Rồi mình luôn có một câu hỏi là tại sao những họa sĩ Việt Nam rất là giỏi lại cứ phải đem tài năng của mình đi vẽ những nhân vật nước ngoài, những câu chuyện lịch sử của nước ngoài mà không phải là câu chuyện của chính dân tộc mình. Thì may mắn cách đây 5 năm mình có gặp được anh Trần Tuấn, là người khởi xướng dự án Việt Sử Kiêu Hùng, và mình đã được trao cho một cơ hội là vẽ những câu chuyện lịch sử của chính nước mình. Thì Việt Sử Kiêu Hùng thực sự đã là tuổi trẻ của mình. Ý tưởng ban đầu của Việt Sử Kiêu Hùng thì cũng rất là đơn giản thôi. Khi đó có kênh Hùng Ca Sử Việt của thầy Đạt Phi. Trên kênh thì có rất là nhiều các đoạn audio kể sử rất là hấp dẫn. Tuy nhiên thì vẫn chưa có hình ảnh mà chỉ có âm thanh thôi. Điều đó khiến cho việc tiếp cận với khán giả đại chúng vẫn còn rất là khó khăn. Thì ý tưởng của tụi mình là mình sẽ vẽ thêm hình ảnh, làm chuyển động cho nó hấp dẫn. Và bộ phim đầu tiên là bộ phim Võ Thánh với độ dài chỉ khoảng 5 phút nhưng mà đã được rất là nhiều các bạn khán giả đón nhận, và tụi mình nhận được rất là nhiều các ý kiến đóng góp. Mọi người đều nói là tại sao một cách diễn đạt phim lịch sử hay đến như vậy mà đến bây giờ tụi mới xuất hiện. Thì đó là cái động lực đầu tiên mà khiến cho tụi mình quyết định là sẽ phát triển Việt Sử Kiêu Hùng. Tụi mình sẽ ráng để kể nhiều hơn nữa những câu chuyện lịch sử tới các bạn, tới đông đảo khán giả, nhất là những bạn trẻ.
với một phương thức hấp dẫn hơn. Thì đầu tiên tụi mình phải học, học rất là nhiều thứ, học làm sao để có thể sản xuất cả một bộ phim, từ khâu lên ý tưởng kịch bản đến khi phát hành. Nó là một công việc khó hơn tụi mình đã tưởng tượng khi bắt đầu dự án rất là nhiều. Ngoài việc tụi mình là những người mới ra trường, chưa hề có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này, rất là nhiều bạn cộng tác viên vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí có những bạn chỉ đang mới đang học cấp 2, cấp 3. Thì tụi mình thật sự là thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Hơn nữa, một việc vô cùng khó khăn là mình phải quyết định xem mình sẽ kể câu chuyện gì và kể câu chuyện đó như thế nào. Lịch sử vốn là một đề tài rất là nhạy cảm, mỗi người thì sẽ có một cái góc nhìn tương đối khác nhau. Và mình kể câu chuyện nào đó thì nó cũng sẽ mang một cái góc nhìn không thể nào bao quát hết được. Và chắc chắn mình sẽ phải đón nhận những ý kiến rất là trái chiều. Thì tụi mình rất là sợ ở thời điểm đó, tụi mình sợ là sẽ làm sai, tụi mình sợ sẽ phải đón nhận những ý kiến trái chiều, chỉ trích. Nhưng mà mọi người trong team cũng phải đã họp lại và thống nhất với nhau rằng chắc chắn là khi làm mình sẽ phải làm sai, chắc chắn khi làm mình sẽ gặp những khó khăn, những ý kiến hoặc thậm chí những lời chỉ trích mà mình sẽ làm mình buồn. Nhưng nghĩ lại mình, tụi mình lúc đó là những người trẻ, và những người trẻ thì không được sợ. Nếu mình cứ sợ thì rồi khi nào mình mới được coi một sản phẩm như mình mong muốn, khi nào mình mới được có được những cái sản phẩm lịch sử xứng tầm với những câu chuyện lịch sử của ông cha mình, rồi mình sẽ suốt ngày cứ phải than là ôi tại sao lịch sử nước mình hào hùng như vậy mà lúc nào mình cũng phải xem phim của lịch sử của nước bạn chứ không phải là những câu chuyện của chính quê hương mình. Nhớ tới lúc mà thực hiện bộ phim Bình Ngô Đại Chiến là sản phẩm dài nhất tụi mình từng làm. Khi đó hầu hết các thành viên trong team đều kiệt sức. Tụi mình đã có rất là nhiều các cuộc họp dài, mọi người đều rất là lo sợ vì thực tế bộ phim nó lớn hơn khả năng của tụi mình quá nhiều. Và mọi người đều nghĩ là không thể nào mà tụi mình hoàn thành được phim đâu. Nhưng mà không biết sao, sau gần 2 năm, bằng một động lực thần kỳ nào đó mà Việt Sử Kiêu Hùng cũng cho ra đời được Bình Ngô Đại Chiến với độ dài hơn 60 phút. Thì khi phim ra mắt, đó thực sự là một thành công ngoài mong đợi của tụi mình. Tụi mình đã nhận được rất là nhiều các ý kiến động viên, thậm chí có rất là nhiều bạn tới tận văn phòng của team để nói chuyện cùng team, tặng một thùng mì, tặng những cái đồ ăn, rồi thậm chí có những bạn còn viết những bức thư tay để động viên tụi mình, vì mọi người rất là sợ một ngày nữa dự án sẽ dừng lại. Thực tế đó là cái động lực rất là to lớn đối với tụi mình khi đó. Nhưng mà không có một câu chuyện nào thành công dễ dàng. Những tưởng là Bình Ngô Đại Chiến sẽ là bước đệm để Việt Sử Kiêu Hùng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tụi mình thực tế đã nhận được rất là nhiều lời mời hợp tác của các nhãn hàng. Tuy nhiên khi đó thì dịch Covid xuất hiện và cả thế giới phải chống chọi với đại dịch. Khi đó thì việc làm phim dường như là một điều quá là xa xỉ. Tất cả mọi thành viên trong team đã phải họp rất là nhiều lần để không biết là làm sao mình có thể tiếp tục duy trì dự án hay là phải kết thúc ở đây. Nhưng mà sau 2 năm, sau gần 2 năm sau dịch thì tụi mình vẫn ở đây. Tụi mình vẫn đang cố gắng từng ngày để làm ra những cái sản phẩm lịch sử tiếp tục làm ra những sản phẩm tốt hơn nữa. Thực tế là có rất là nhiều thành viên đã không còn đi theo được team nữa vì có rất là nhiều các mối lo khác, cơm áo gạo tiền. Và các thành viên chính trong team thì cũng đang phải đi làm những công việc khác và dành một chút thời gian quý báu của mình còn lại để tiếp tục đồng hành cùng dự án, để nuôi một ngọn lửa hy vọng. Nếu có điều gì đó tụi mình học được khi làm về phim lịch sử, khi đọc về những câu chuyện của ông cha, thì đó là trong khó khăn sẽ tạo ra ý chí sắt đá, và chỉ có ý chí sắt đá thì mình mới có thể vươn tới thành công. Tụi mình biết Việt Sử Kiêu Hùng thực tế vẫn là một dự án còn nhỏ, và sản phẩm của tụi mình thì cũng không thể nào so sánh được với những sản phẩm mà được đầu tư chất lượng khác. Nhưng mà các thành viên trong team chỉ hy vọng rằng với một chút sức lực của mình có thể đem lịch sử tới gần với các bạn trẻ hơn, để làm sao lịch sử được đặt đúng lên vị trí của nó, xứng đáng của nó. Và tụi mình hy vọng rằng trong những bạn trẻ đó liệu có những người
giỏi hơn tụi mình có thể làm ra những sản phẩm về văn hóa lịch sử Việt Nam hay hơn nữa, mang tới tất cả những người Việt Nam. Để rồi, mỗi người Việt Nam đều có thể tự hào khi nói rằng tôi là người Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Lê Vũ Quang đến từ nhóm Việt Sử Kiêu Hùng, những người trẻ đã rất yêu, rất tin và gói ghém lịch sử rất cẩn thận từ những thời Đinh Lý Trần Lê cho tới hiện tại và mang những hình ảnh đó để tự hào khoe với bạn bè thế giới về lịch sử đầy hào hùng của Việt Nam. Không biết là trong những video, những tác phẩm mà các bạn làm thì có một cái bình luận nào của các khán giả mà các bạn yêu nhất, nhớ nhất và xúc động nhất không ạ? Có lẽ không phải là một bình luận nhưng mà đó là một... Một bạn đã tới tận nhà mình, trao một bức thư viết tay. Và bạn đó nói là khi mà xem phim thì thực sự bạn đó đã thay đổi con người bạn đó rất là nhiều. Từ cảm giác chán nản, bạn cảm thấy mình có động lực sống hơn và muốn cống hiến cho đất nước. Chắc chắn rồi ạ, khi chúng ta biết được lịch sử nước nhà, khi biết được mình, vì sao mình được sống ở trên đời và được thụ hưởng nền hòa bình thì mới thêm yêu và thêm trân trọng từng ngày mình đang được sống, đúng không ạ? Và khách mời bình luận ngày hôm nay cũng sẽ là người có nhiều cảm xúc để chia sẻ và biết đâu có thêm tham vấn, tư vấn cho nhóm những người trẻ đang viết lại và viết thêm, tô đậm thêm lịch sử Việt Nam ạ. Xin mời ông ạ. Vâng, tôi đã xem một số phim của các bạn làm. Tôi rất thích hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, cách kể chuyện rất là hấp dẫn. Và các bạn nói là cái sản phẩm của mình dành cho giới trẻ, nhưng mà tôi nay trên 60 tuổi rồi, tôi vẫn thích. Nhưng còn cái điều mà làm tôi mừng hơn nữa đó là chúng ta có những cái bạn trẻ trong cuộc sống hôm nay mà các bạn ấy thích đọc sử, yêu sử của những dân tộc. Và hơn thế nữa, đặc biệt hơn nữa là các bạn ấy mạnh dạn tự tin và say mê để diễn giải lịch sử theo cái ngôn ngữ của lớp trẻ. Cái điều ấy là rất khó, và tôi nghĩ là bước đầu của bạn đã thành công. Tuy nhiên trong câu chuyện của chúng ta đấy, ở đây thì chúng tôi thấy có nhiều khó khăn quá cho những dự án dù là chưa lớn. Thì tôi nghĩ cần một cái sự tự tin hơn, là chúng ta phải theo đuổi nó trong mọi hoàn cảnh thì sẽ đến lúc vận hội nó đến với mình. Và tôi nghĩ là chương trình cất cánh sau hôm nay thì cái Việt Sử Kiêu Hùng sẽ được nhiều người biết đến hơn. Và đây chính là một cái vận hội để mình cất cánh và mình có những cái sản phẩm mặc đúng với cái mơ ước của các bạn. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ạ. Và ngay lúc này trên nền tảng số của Cất Cánh thì có thể là cả những khán giả của Việt Sử Kiêu Hùng nữa cũng đang tương tác và đặt ra rất nhiều những cảm xúc, những câu hỏi dành cho anh Lê Vũ Quang ạ. Xin mời anh Bảo An hãy giúp chúng tôi kết nối họ. Và có lẽ là những cái lời bình luận của khán giả Cất Cánh dành cho họa sĩ Lê Vũ Quang cũng như là nhóm Việt Sử Kiêu Hùng thì rất là quen thuộc rồi. Nào là rất là nể phục sự sáng tạo của các bạn, và đặc biệt là với những phim, những cái clip như thế này thì việc nhớ về lịch sử Việt Nam cũng như là học sử không còn khó nữa. Và đặc biệt là có một khán giả mong muốn được gửi một cái câu hỏi đến với khách mời bình luận của chúng ta, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ạ. Đó chính là với nếu mà chúng ta xây dựng một cái bộ phim lịch sử Việt Nam thì ông mong muốn là những người trẻ của Việt Sử Kiêu Hùng thì sẽ sáng tác đề tài nào ạ? Vâng, xin mời ông ạ. Trong lịch sử Việt Nam thì có rất nhiều câu chuyện bi hùng và những cái điều rất đáng tự hào trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên nếu là tôi thì tôi sẽ mong các bạn hãy kể nhiều hơn về thời đại Hồ Chí Minh, vì thời đại ấy là một đỉnh cao của lịch sử dân tộc, và chúng ta đừng có làm nó xa ra với cái cuộc sống ngày hôm nay. Nó đang diễn ra và chúng ta phải làm cho mọi người hiểu về nó, nhưng đặc biệt là với ngôn ngữ rất là trẻ trung, rất là thông minh của các bạn. Vâng, nếu như để nói một điều khiến khán giả ngày hôm nay ghi nhớ nhất về hành trình tiếp nối thì các khách mời ngày hôm nay sẽ chia sẻ điều gì ạ? Xin được trân trọng kính mời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ạ. Vâng, tôi nhớ đến cái lúc tôi mới trưởng thành thì có nhiều người hỏi tôi rằng là phải sống như thế nào để tiếp nối được cái cuộc đời của cha mẹ mình như vậy. Và bản thân tôi cũng nhiều lần tự đặt ra câu hỏi nhưng mà không có câu trả lời.
Thì lúc ấy tôi chợt nhớ đến cái lời căn dặn cuối cùng mà ba tôi gửi cho tôi. Khi ở trong Nam, câu chuyện ấy cách đây cũng là vào tháng 7, cách đây đúng 55 năm, trước khi ông ấy mất. Thì ông gửi trong Nam ra cái thư cho gia đình tôi, và ông dặn tôi rất ngắn thôi, là phải chăm lao động. Người khác sao thì mình vậy. Dặn còn chừng đó thôi. Và từ đó thì tôi nghĩ rằng cái tiếp nối cái gia đình mình, cha mẹ mình chính là từ cái câu nói đó. Và tôi hiểu là đấy là gì. Đó là phải hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ, mọi công việc của mình, dù là rất nhỏ. Việc gì người khác làm được thì mình cũng cố mà làm cho được. Gian khổ khó khăn nào mà người khác chịu được thì mình cũng dáng mà chịu cho được, và mình vượt qua nó để mình hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Tôi nghĩ đấy chính là cái đường đi, và đó chính là cái sự tiếp nối của mình. Xin được cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đang tiếp nối hành trình của cha mình, chính là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, là một trong, có thể nói là với thủ đô Hà Nội, là một trên những con đường mang tính biểu tượng và cũng là người rất cao quý nhận được huân chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hành trình đó mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ngày hôm nay cũng sẽ gửi tới tiếp nối những thế hệ tương lai với sự nghiệp mà ông đang theo đuổi. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Và còn với Thiếu tướng Lê Trung Hải thì sao ạ? Với một điều mà ông muốn gửi gắm. Vâng, kính thưa Thủ tướng Vịnh và kính thưa tất cả các quý khán giả. Thì với tôi thì tôi suy nghĩ rằng hành trình tiếp nối giữa các thế hệ là rất quan trọng và chân quý. Để phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, nhất là với ngành y chữa bệnh cứu người, giúp cho gia đình và đất nước phát triển bền vững, dù cho bất cứ ngành nghề nào. Xin lên. Xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Trung Hải. Còn với Thượng úy Hầu Duy Mạnh thì sao? Kính thưa Thủ trưởng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, thì đối với tôi thì để tiếp tục chấp cánh những ước mơ cho các cháu nhỏ trên các mảnh đất quê hương, vùng biên cương Tổ quốc, miệt là mảnh đất quê hương của bà rằng của tôi hy vọng rằng là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như là của lực lượng sẽ tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả trên khắp các mọi miền Tổ quốc, để có thể có một phần sức lực nhỏ bé để tạo lên những cái điều kiện sống tốt hơn cho các cháu nhỏ, cũng như là nuôi dưỡng tinh thần, tình yêu của các cháu đối với quê hương đất nước, và hơn thế nữa là mong rằng các cháu lớn lên sẽ thành người có ích, và cũng mong muốn các cháu sẽ trở thành một người lính quân hàm xanh để tiếp tục tiếp bước cha anh bảo vệ biên cương Tổ quốc vững chắc. Cảm ơn Thượng úy Hầu Duy Mạnh, cảm ơn tình cảm luôn đau đáu về thế hệ măng non của anh và hành trình của những cột mốc sống ở tại những cột mốc thực sự là biên cương của Tổ quốc. Còn với khách mời cuối cùng ngày hôm nay ạ, xin mời anh Lê Vũ Quang có thể chia sẻ một điều muốn khán giả ghi nhớ về hành trình tiếp nối, đặc biệt là với nhóm Việt Sử Kiêu Hùng ạ. Tham gia hành trình cất cánh Việt Sử Kiêu Hùng, đại diện cho Việt Sử Kiêu Hùng, mình cũng muốn cảm ơn tất cả các khán giả. Việt Sử Kiêu Hùng thực tế không phải là một dự án của cá nhân hay là nhóm nào, mình nghĩ nó là sự chung tay của cả một cộng đồng, từ những người đã đóng góp công sức, thời gian, đến những người đã đóng góp vật chất. Dù chỉ có một like, một share thì những thành viên trong team cũng luôn coi đó là một thành viên của Việt Sử Kiêu Hùng. Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án, vì chỉ cần đồng lòng chung tay chúng ta có thể làm nên mọi điều. Xin cảm ơn anh Lê Vũ Quang và cảm ơn tất cả các khách mời ngày hôm nay đã đến chia sẻ những câu chuyện về cá nhân mình. Và ngay lúc này ở phần cuối của chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Bùi Thế Duy, đại diện Thaco Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, và ông Nguyễn Công Cường, đại diện Công ty NCC sẽ lên trao kỷ niệm chương, hoa và quà dành cho những khách mời đến với cất cánh tháng 7 ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ.
Và chúng tôi đang gửi tới những khách mời ngày hôm nay những cuốn sách Tìm một Việt Nam cất cánh, một ấn phẩm truyền thông đặc biệt của chương trình, ở nơi quy tụ tất cả những bài diễn thuyết, những khách mời và những chia sẻ rất đau đáu của họ trong suốt hơn 4 năm qua đến với được băng cất cánh ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi tới tất cả những khách mời đến với cất cánh tháng 7 những món quà từ chương trình. Và xin được gửi tặng tới những khách mời ngày hôm nay những món quà, đó là những chiếc vali hy vọng là sẽ đồng hành cùng với những khách mời ngày hôm nay trên những chuyến đi sắp tới, những hành trình trong tương lai để tiếp nối thêm tất cả những câu chuyện mà các khách mời ngày hôm nay đã kể. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Thế Duy và ông Nguyễn Công Cường. Thưa quý vị, những câu chuyện ngày hôm nay chỉ là 4 trong số hàng triệu triệu những câu chuyện ngoài kia của những con người luôn thao thức về hai chữ Việt Nam, đã luôn sống và đang sống, cũng như là luôn cố gắng nỗ lực hàng ngày để biến đất nước Việt Nam luôn luôn tươi đẹp, là một nơi yêu chuộng hòa bình, là của những người bảo vệ từng tấc đất của quê hương, và hơn cả là vì một Việt Nam cất cánh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi, và cảm ơn Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.